bỏ vô. Ben mở cái giỏ này ra. Hôm nay tới shop người cá Ben thấy thì sao? Gắn giỏ vô. Xin chào các bạn đến với câu lạc bộ người cá tuần 15. Ở tuần này Tiun có thêm một cái biệt danh là Vũ Em Cao Cấp, bởi vì có nhiều bạn người cá đến Quá Giang đi chung với Tiun tham dự câu lạc bộ người cá. Điển hình là bạn Ben là người cá siêu mẫu nhí Việt Nam. Rồi có thêm bạn người cá gì nữa nè. Kể từ tuần 15 này cuộc sống Tiun có vẻ là bấp bênh dữ lắm, bởi vì có sự trở lại của đại đệ tử Benjamin. Vậy Ben biết nhiệm vụ làm người cá là gì không? Bảo vệ động vật, tự nhiên bảo vệ khỉ. Bảo vệ động vật nha, con gì cũng bảo vệ nha. Chúng nhiệm vụ của người cá là bảo vệ những siêu thú quý hiếm trên thế giới. Không, Ben là có học làm người cá quốc tế luôn. Mốt Ben đi biểu diễn, má nói cho Ben đi biểu diễn quốc tế. Đóng phim. Làm mặt giận đi Ben. Làm mặt vui. Đang chạy tới. Em tên là gì? Em tên là Hân. Bạn này tên là Ben. Ben bắt tay chào bạn Hân đi Ben. Ok. Bây giờ hai bạn sẽ trở thành người cá của câu lạc bộ Tiên Cá Tion. Bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa? Chiều nay chúng ta sẽ đi gặp nhiều bạn người cá khác nữa đó. Cá thì sao? Ê, sao cứ hối với đề tài nóng vô trong cái clip của người ta mà vậy? Rồi. Fan của Tiun có biết không? Bây giờ chúng ta sẽ đi bắt Minion để làm quà tặng cho câu lạc bộ người cá. Các bạn đã sẵn sàng đi bắt Minion chưa? Ủa Minion đâu? Minion nó quậy cũng như rế cá vậy. Đâu? Nên chúng ta phải đi bắt Minion. Ở đâu? Chuẩn bị. Mấy em coi kẻ đánh cắp mặt trăng phần 3 chưa? Chưa. Tion cũng qua rồi, hôm bữa hình như Tion với Ben đi đúng không? Đúng rồi. Đi với người cá Luna, xong rồi người cá gì nữa? Người cá Mimi hả? Người nhiều người cá đó. À, người cá Phương, đúng không? Xong rồi người cá Luna nữa. Ben muốn chăm sóc thú của tiên cá hả? Ben chưa đủ level đâu. Mình level 10, 100 trên 100 rồi. Đủ level là phải có đủ sức khỏe trí tuệ mới chăm sóc, mới hiểu mình động vật đủ được chứ. Trí tuệ. Chắc không? 1 cộng 1 bằng mấy? 1 cộng 1 bằng rất là nhiều thứ. Bằng rất là nhiều từ. Hiểu chưa? Đó, đủ trí tuệ chưa? Đủ trí tuệ rồi. Hay lắm Ben. Đi xuống bắt Minion nhanh lên. Ai đi theo tôi bắt Minion. Ben đây. Thôi, ở nhà đi. Để đàn ông đi bắt nữa. Đi xuống nè. Cho bạn Hân đi theo bắt Minion đi. Đi bắt Minion. Minion nó quậy bằng người cá không mấy em? Nó quậy bằng rái cá không mấy em? Rồi đi bắt nó liền. Đang xác định mục tiêu chưa? Thấy Minion chưa các bạn? Rồi. Xác định mục tiêu rồi. Vô hốt Minion. Vô. Tàn tàn. Biệt đội bắt Minion đã xuất hiện. Tưng tưng tưng. Bắn thuốc mê Minion đi Ben. Có mấy con vậy thôi hả? Để Ben đi. Vô đây, vô đây. Ô, Ben thích cái gì? Rồi lấy hai cái đó đi. Lấy cái nào Ben thích Ben lấy, nhưng mà chưa chắc là của Ben nha. Cái này nó là quà tặng thôi à. Rồi em vô bắt Minion. Bắt ba con Minion. Xong cho Ben. Ben lấy mấy cái này là làm quà tặng á, cho mấy bạn á. Mà Ben bơi mà Ben không thắng được mấy cái này là Ben uổng đó. Thôi vậy thôi, tốt nhất để nhà. Lấy công của mình cho được. Thấy cái nào được làm quà tặng được. Ben thấy. Lấy cho Ben 1% được chứ. Này là gì vậy Ben? Chả biết nữa bông. Ở này chơi sao cô? Con biết chơi này này.
Các bạn thấy đến câu lạc bộ người cá vui không? Tuần nào cũng tặng quà. Quà nào hot nhất mua. Cái này quay vậy thôi hả chị? Ok, hay đó, lấy đi. Lấy đó làm quà tặng. Ok, nhanh lên, không còn thời gian đâu nha các bạn ơi. Lên đường. Với cái phần quà tặng tại câu lạc bộ người cá tuần này là sẽ là một mẫu sản phẩm đồ chơi mới, vừa làm viết, vừa làm đồ chơi quay. Rất sáng tạo, các bạn coi clip nha. Đây cái viết này nha. Rồi. Đó, cái viết nè. Các bạn tự nghiên cứu món đồ chơi này nha. Cây này là cây viết tên là Thinking Ben. Winner sẽ là một món quà tặng tại câu lạc bộ người cá tuần 15. Winner dây nữa hả? Rồi, được chưa các bạn ơi? Ê, cái này là đầu lâu gì vậy? Thôi, tôi không chơi cái này đâu, cái này ghê quá. Rồi, tính tiền giùm em mấy món này đi chị. Tặng bạn Phúc một chiếc áo rái cá. Rồi, chương trình quà tặng của tuần này. Chương trình quà tặng của tuần này. Bình nè. Đúng rồi. Anh chào em biết bơi người cá chưa? Chưa. Hồi anh sẽ hướng dẫn em với mấy bạn người cá mới tập luyện ha. Ok, em tên là gì? Thị Dưa. Ok, Thị Dưa. Lấy cho em một cây kem. Nó ở Hà Nội cơ. Dạ. Nó vào đây được có chục ngày thôi, đây nó lên này. À, vậy à. Người cá mới nè. Chào em. Em tên gì? Em tên Lan hả? Y Lăng. Y Lăng hả? Em từ Hà Nội vô luôn hả? Rồi, chào mừng em đến câu lạc bộ người cá nha. Ben ăn kem không? Trước mắt Tion là 2, 4, 6 bạn người cá. Các bạn người cá đã biết tên của nhau hết chưa? Chưa. Rồi, bạn này tên gì? Bạn này tên gì Ben? Người ta chưa giới thiệu tên sao biết. Em tên gì vậy em? Tên là Bảo Khánh. Bảo Khánh hả? Rồi, bạn người cá Bảo Khánh. Bạn người cá Y Lăng. Còn đây là bạn người cá Bentley Sobit. Mấy em có coi phim bạn Bentley đóng không? Rồi, bạn người cá này Thùy Dương. Rồi, bạn người cá này Gia Hơn. Rồi, bạn người cá này Hoàng Phúc, đúng không? Bạn người cá level 2 Luna. Rồi, đây là bạn người cá Luna. Hôm nay bạn người cá Luna sẽ hỗ trợ Tion hướng dẫn cho những bạn người cá sơ sinh. Em hả? Cũng được. Bây giờ các bạn đã biết cái bài khởi động của người cá chưa? Chưa thiệt luôn hả? Rồi, cái bài khởi động của người cá là như thế này. Cùng nhau đứng lên hết đi. Đứng dậy. Đứng dậy hết đi. Người cá đứng dậy hết nha. Người cá đứng dậy. Giơ hai tay lên trời. Sẵn tiện mấy người cá level 1 chú ý, lần sau mà có bạn người cá mới nào đến á thì các em cũng hướng dẫn các bạn tập cái bài giống như Tion như vậy nha. Khởi động, love the tree,
để cho các bạn tập cảm nhận độ lượng của cơ thể mình, chú trọng vào cái phần eo của mình nha các em. Cố gắng đi, Tiun không có nhiều thời gian nữa để hướng dẫn cho các em trở thành người cá đâu. Thiên nhiên và động vật đang cần Tiun đi cứu lắm rồi. Tiun nghe được nhiều tiếng than khóc của động vật hơn từ khi mà Tiun không có thời gian đi cứu động vật. Vì giúp các bạn trở thành người cá đó, Tiun đi dạy bơi như vậy cho các em là Tiun đã bỏ rất nhiều thời gian chăm sóc động vật. Hiện tại ở nhà Tiun đang có một bé vọc đang bị bệnh nặng. Em ấy mong Tiun trở về nhà để gặp em ấy, mà Tiun vẫn phải ở đây cố gắng để dạy bơi cho các em. Vì sợ các em không biết cách bơi thật sự để trở thành người cá, rồi sợ các em mặc đuôi cá bơi bị dập bẻ, bị đuối nước, nên Tiun cố gắng truyền đạt tất cả kinh nghiệm bơi lặn người cá tốt nhất dành cho các bạn, dù là những bạn học để trở thành người cá các bạn quốc tế hay là những bạn học chơi cho biết. Tiun đều cố gắng dạy hết mình. Và những cái điều mà Tiun hướng dẫn cho các bạn hôm nay, nó sẽ là hành trang cho các bạn trong tương lai có được nhiều cơ hội tốt đẹp trong cuộc sống. Hiện tại có nhiều người mua đuôi cá của Tiun rồi khen chê mắc rẻ này kia, trả giá từng xu một, nhưng mà họ không nghĩ rằng Tiun bán những cái chiếc đuôi cá này đã quá rẻ, đã quá giúp mọi người rồi, rồi còn phải cứu thiên nhiên động vật, lấy tiền đó trích ra mà cứu động vật nữa. Vậy mà trả giá giống như là mấy cái đồ rẻ tiền vậy đó. Làm đồ này á là để giúp cho mấy bạn bơi nhanh hơn, tốt hơn, chất liệu nó đều là đồ hàng tốt cả, để còn mấy bạn học lấy bằng quốc tế nữa. Mà Tiun không trách những người không có điều kiện, mà Tiun trách những người có tiền của mà họ ki bo từng chút một, không hiểu họ làm người uổng phí như vậy để làm cái gì. Nên Tiun khuyên khách hàng của mình có mua đuôi cá, Tiun nói giá gì thì đừng có trả giá, còn không thích thì mua đồ ở bên Mỹ, mua đồ ở hãng khác nha. Mua đồ bơi người cá của Tiun là Tiun đã hướng dẫn dạy bơi miễn phí rồi, Tiun dành rất nhiều thời gian cho các bạn rồi, rồi tặng quà cho các bạn nữa. Những ai mà có thể đến câu lạc bộ người cá của Tiun đều có cơ hội có được những điều tốt đẹp trong cuộc sống này. Rồi ở tuần 15 này thì các bạn người cá đến câu lạc bộ của tiên cá Tiun sẽ được phát triển một kỹ năng mới, đó là một kỹ năng mới đó là gì? Kỹ năng mới? Ừ. Con bé. Trời đất ơi. Tôi đã có nói đâu mà em biết. Bạn nào vô ngồi làm mẫu cho bạn bắt chước theo. Sophia vô ngồi. Nè, Luna vô ngồi ở giữa, khoảng giữa giữa để cho các bạn bắt chước, nhanh lên. Con đến là giữa không? Vô luôn. Đó. Nè hai em có thể, mấy bạn ở đây có thể để ý bạn Sophia và bạn Luna làm giống nha. Bây giờ mình tập làm quen cái đuôi cá của mình với hơi thở của mình. Bây giờ mấy em hả miệng ra, hít hơi vào, nâng đuôi lên ngang mặt nước, ngậm miệng lại, nín thở. Xong rồi đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi, hạ đuôi cá xuống nước, giữ thẳng chân, tạo ra hai lốc xoáy trong nước. Nhìn bạn Luna nè, hả miệng ra, hít hơi vào, ngậm miệng lại, đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi, hạ đuôi cá xuống. Em tạo được chưa thầy Dương? Sophia làm mẫu cho bạn này xem. Nè. Nâng đuôi lên, hả miệng ra, hít hơi vào. Hả miệng ra, hít hơi vào. Hít hơi vào bằng miệng, ngậm miệng lại. Đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi, hạ đuôi xuống, tạo ra hai lốc xoáy trong nước. Rồi, hạ miệng ra, hít hơi vào, nâng đuôi lên lại. Khi em hít hơi vào, phải cảm nhận cái đuôi của em sẽ nổi lên ngang mặt nước. Rồi khi hạ đuôi xuống, đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi, tạo ra hai lốc xoáy, thấy không? Còn em, nhắc lại tên em lần nữa đi. Bảo Khánh. Rồi Bảo Khánh cũng như vậy. Các bạn thấy không, câu lạc bộ người cá của Tiun ngày càng đông. Và tất cả việc Tiun là giúp các em nhỏ có được sức khỏe và trí tuệ để tương lai tươi sáng. Hiện tại, giờ trên mạng có quá nhiều thói hư tật xấu khiến cho nhiều trẻ em bị mê muội, không thoát ra được. Thấy bậy bạ, tưởng là đúng. Còn những em được thành người cá đến với Tiun, quả thật là may mắn. Nghĩ thử xem, nếu không được trở thành người cá, giờ này chắc các em đang ngồi ở nhà chơi game iPad,
hay lên mạng xem clip của những YouTuber chuyên làm bậy để kiếm tiền. Họ không giúp được gì cho tương lai của các em đâu, mà em xem clip của họ là cung phụng tiền bạc cho họ để tiếp tục làm những điều xấu. Nghĩ xem, chơi game rồi ăn uống dơ bẩn hại sức khỏe, các em được lợi ích gì? Vậy mà giờ có cả khối em nhỏ không thoát ra được khỏi cám dỗ của lũ quỷ dữ ấy. Ví dụ như các em lên mạng đăng ký một kênh YouTube dạy các em làm những trò phá phách, quấy rối mất an ninh trật tự xã hội, thì liệu các em có đi làm kiếm tiền lương thiện được không? Còn Tion chỉ cho các em thành người cá để cả thế giới chào đón các em. Người cá bơi lội 1 giờ kiếm được 200 đô la là giá bình dân. Còn mấy em cứ học hỏi cái xấu thì tương lai sẽ là vô nhà đá, là đi ăn xin. Những lúc Tion kêu gọi các em từ bỏ xem những video clip vô bổ trên YouTube thì đa số đều không đồng tình. Nên Tion cũng đã thấy rõ sự thật của thế giới này. Cái thiện không thể nào lấn át được cái bất thiện. Nếu cái tốt mà nhiều hơn cái xấu thì chắc không còn ai bị đọa địa ngục mà đến cõi trời ở hết rồi. Nên thế giới này cân bằng được thiện ác là may lắm rồi. Chứ Tion mà càng chống đối cái bất thiện thì Tion sẽ càng bị tẩy chay, do quỷ vương ma vương nhập thế tái sanh nhiều quá, trong khi chư Phật, chư Bồ Tát, chúa trời, các chư tiên và bậc thánh chuyển thế thì đếm trên đầu ngón tay. Thật sự muốn đánh thức tiên cá trong tâm các bạn tỉnh giấc là quá khó khăn. Thôi thì ai có duyên với Tion thì học thành người cá để tiến hóa thành tiên cá. Còn bây giờ chắc Tion không thể can thiệp vào những việc bất thiện của thế gian này nữa. Nguyên nhân ai đi theo đường dữ thì tự sẽ bị đọa lạc chịu khổ. Nếu còn mê chưa tỉnh thì không kiếp này cũng còn kiếp khác sẽ tỉnh thôi. Chứ càng giúp họ tránh xa cái xấu từ bây giờ, họ càng chống đối mê muội, không biết đâu là bến bờ. Thiệt là tội nghiệp quá đi thôi. Hạ đuôi xuống, thở ra phòng ngủ trong đó. Mở đi, chú ơi, xảy ra mấy cái đuôi đẹp lắm luôn. Đẹp lắm luôn. Bắt đầu, nâng đuôi lên, hạ miệng ra, hít hơi vào. Ngậm miệng lại, đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi, hạ đuôi xuống. Đó, em tạo được lốc xoáy rồi. Hai cái lốc xoáy của em phải bơi đều ra song song với nhau. Em mà nhấn thẳng cái gót xuống thì cái lốc xoáy nó sẽ quay tại chỗ. Nếu mà em đưa cái mũi chân hướng ra phía trước thì cái lốc xoáy của em sẽ bay thẳng ra phía trước, hiểu không? Khi bơi trong nước, hơi thở của em và cái cảm nhận đuôi cá của em nó cũng sẽ như vậy. Em mà làm được đúng thì em sẽ bơi rất là lướt. Thí dụ như em muốn đứng nước tại chỗ thì em biết nhịp cái đuôi đứng như vậy thì nó sẽ giữ, nó không có bị cuốn đi xa. Còn nếu mà em giữ cái đuôi thẳng ra, giữ thẳng đuôi như vậy là nước sẽ đẩy em đi rất là nhanh. Tốt lắm, em đã ảnh hưởng tích cực đến bạn bè. Em sẽ được cộng điểm ở tầng 15 này, phát triển phẩm hạnh thứ 15 của người cá. Ok, tiếp tục hỗ trợ bạn đi. Rồi, hạ miệng ra, hít hơi vào, ngậm miệng lại, đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Bạn này làm được không mấy em? Chưa được, hỗ trợ bạn cho Tion. Ai muốn được cộng điểm? Hỗ trợ bạn làm được hai lốc xoáy trong nước. Ủa, người có level không? Đứng đi, ở Tion. Ừ, có level không đi hả mày mẹ? Lucy đến luôn rồi hả? Tion rồi. Rồi bạn nào? Bạn người cá Thảo đến luôn rồi hả? Các em làm quen với nhau nha, hôm nay người cá xuất hiện hơi đông á. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tính luôn Tion là 13 người cá rồi đó. Rồi người cá thứ 14. 14 đã xuất hiện rồi. Rồi, làm được hết chưa rồi, chuẩn bị bơi. Tiên cá biết tất cả. Mà men Tion nghĩa là như vậy. Em nào mà Rồi các bạn ơi, chuẩn bị chưa? Hiểu hết chưa? Xoay lưng lại. Xoay lưng lại. Chuẩn bị hỗ trợ các bạn tiếp nữa nè. Xoay lưng lại hết chưa? Bạn người cá Thảo xoay lưng lại luôn. Rồi mấy em làm được hết rồi, Tion nói cái động tác chuẩn lại cho mấy em nghe nha. Nghe rõ nè. Hít hơi vào, úp mặt xuống nước, nín thở.
để nổi cái đuôi cá mình lên, rồi mình lắc nhẹ đuôi, mình đếm 1, 2, 3, rồi mình thở ra bằng mũi, rồi mình ngẩng mặt lên. Làm đúng. Tiêu kiểm tra từng bạn. Bây giờ Tiêu sẽ tiếp tục chấm điểm những bạn người cá có level phẩm hạnh thứ 15 ảnh hưởng tích cực đến bạn bè. Mấy em phải hỗ trợ những bạn chưa làm được giống các em nha. Luna, Abraham, Lucy, Sophia. Nhớ rõ, hít hơi vào bằng miệng, úp mặt xuống nước, nổi đuôi lên ngang mặt nước. Lắc nhẹ đuôi, đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi, ngẩng mặt lên. Làm đi làm lại như vậy 10 lần cho quen. Nghe rõ nè Ben. Chưa có level nào cả. Chưa học cấp bằng mà. Sao có level? Ok, Ben tập. Ben tập để có level giống các bạn. Rồi. Nghe rõ không các bạn? Các bạn làm được hết chưa? Ai làm được rồi tôi kiểm tra. Ai làm được rồi tôi kiểm tra nè. Rồi, hít hơi vào bằng miệng, úp mặt xuống nước. Lắc nhẹ đuôi, đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi, ngẩng mặt lên, hít hơi vào. Em làm được, anh công nhận. Bạn Y Lăng làm rất là tốt nha. Em biết bơi ếch chưa Y Lăng? Thì rất là dễ. Em hít hơi vào, em úp mặt xuống, em đợi cái đuôi của mình nó nổi lên ngang mặt nước. Em lắc nhẹ đuôi, em đếm 1, 2, 3, em thở nhẹ ra bằng mũi thôi. Đừng thở nhiều quá. Xong rồi em kéo tay ngẩng mặt lên, hít hơi vào, kéo tay ếch nha. Em làm cho Tiêu bơi từ đây qua bên kia thử coi được chưa. Nếu mà được thì Tiêu sẽ tặng quà cho em. Một chiếc áo rái cá. Mặc áo đó để giúp Tiêu kêu gọi bảo vệ rái cá luôn. Rồi, bơi từ đây qua kia nhớ nha. Hít hơi vào, úp mặt xuống, nổi đuôi lên. Đợi đuôi nổi lên. Lắc nhẹ đuôi, đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Kéo tay ngẩng mặt. Oh yeah. Bạn ấy bơi đi xa quá. Đi đâu xa quá. Không quành lại đây hả? Rồi đi luôn rồi. Rồi ra biển luôn rồi các bạn ơi. Rồi, một chiếc áo rái cá sẽ được tặng cho bạn Y Lan. Bạn Y Lan đã hoàn thành xuất sắc phần thi tập luyện của mình. Tới phiên bạn Bảo Khánh. Nghe nha. Hít hơi vào, úp mặt xuống, nổi đuôi cá lên ngang mặt nước cái đã. Rồi lắc nhẹ đuôi, đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi, ngẩng mặt lên, hít hơi vào. Tốt lắm. Bảo Khánh làm cũng tốt lắm. Hồi nãy người cá nào hỗ trợ em vậy? Hả? Em tự làm. Giỏi quá vậy ta. Em tự bơi. Khi mà xem phim người cá em tự bơi luôn. Ok. Có xem phim của Tiêu không? Oh yeah, em thiệt là học giỏi quá đi. Rồi bây giờ em làm thử coi có giỏi không nha. Hít hơi vào, úp mặt xuống, nổi đuôi cá lên ngang mặt nước. Lắc nhẹ đuôi, đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Kéo tay ngẩng mặt lên, hít hơi vào. Làm thử nào. Nổi người lên đã nha. Rồi lắc nhẹ đuôi. Đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Kéo tay ngẩng mặt lên. Đúng rồi. Cái bài tập khởi động số 2, nâng cái eo lên đó, em mà nâng eo lên được, cái mông em nâng cao một chút nữa là đẹp. Anh đang nói cái bạn đang bơi tốt rồi. Ok, chúc mừng em cũng đã được tặng một áo rái cá nha. Yeah. Hồi nãy em kêu anh quá trời, anh không nghe. À, chào bạn Chi Xì, bạn mới tới hả? Vâng. Yeah, người cá thứ 15 đã xuất hiện. Trời, người cá thứ 16, 17 cũng đã xuất hiện rồi hả? Bạn Thiện Nhân và bạn Hồng Như. Hồng Như. Ok. Rồi, kiểm tra tiếp bạn người cá nào nè. Nè con, kiểm tra gì ạ? Ben bơi được rồi, tôi khỏi kiểm tra. Em. Qua đây anh kiểm tra em. Anh không biết bạn đó chừng nào đến thì đến chứ.
Huy Dương. Huy Dương lại đây. Mấy em đừng làm mồm. Mấy em muốn chơi thì qua một bên chơi. Còn muốn hỗ trợ bạn bè để được cộng điểm thì là. Hả? Cái bạn đu điên điên á. Em phải tự chọn một bạn để mình hỗ trợ chứ. Kìa, bên kia kìa. Rồi. Mấy em ơi, nép qua một bên chơi. Còn bạn nào đang tập level 1 thì ở bên này. Em muốn hỗ trợ bạn bè thì ở đây. Hồi nãy ai hỗ trợ cho em vậy? À, em không biết tên. Đâu ai chỉ người đó coi. Luna nãy hỗ trợ cho bạn Thùy Dương hả? Hồi nãy Luna hỗ trợ cho Thùy Dương đúng không? Để bây giờ tôi coi Thùy Dương làm đúng không nha. Hít hơi vào, ướp mặt xuống, nổi người lên. Đeo mắt kính vào. Hít hơi vào, ướp mặt xuống, nổi đuôi cá lên. Đợi đuôi nổi lên nha. Rồi lắc nhẹ đuôi. Đúng rồi, nâng mông rất tốt nè. Đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Đúng không? Em làm lại lần nữa cho anh coi. Hít hơi vào, ướp mặt xuống, nổi đuôi cá lên. Nâng eo lên. Thở ra bằng mũi. Ngẩng mặt lên, hít hơi vào. Thùy Dương, em làm tốt lắm đó. Bây giờ em biết bơi ếch chưa? Thì bây giờ em hít hơi vào, úp mặt xuống, đợi cái đuôi cá em nổi lên ngang mặt nước. Em lắc nhẹ đuôi. Em đếm 1, 2, 3. Em thở nhẹ ra bằng mũi thôi, đừng thở nhiều quá. Rồi em kéo tay ếch ngẩng mặt lên, hít hơi vào. Cứ như vậy nha. Sửa cái kỹ thuật bơi ếch thành bơi người cá. Nhưng mà nhớ nổi đuôi lên ngang mặt nước mới lắc đuôi. Ok. Rồi, bơi đi. Coi bạn Thùy Dương bơi thử nè. Bạn Thùy Dương. Ai biết đâu là tự nó chỉ là chị mang đuôi lại chứ. Rồi. Mấy em né qua cho bạn Thùy Dương bơi coi mấy em nói. Nói cái gì mà ồn quá anh nghe không được à. Bây giờ ở đây bạn nào bơi được rồi. Đừng tụ tập ở đây nữa. Nghe rõ nè. Luna nè, Sophia nè, Lucy nè, Abraham nè. Dẫn dắt mấy bạn người cá mới đi bơi từ đây qua bên kia. Ben luôn. Rồi. Nè. Đeo mắt kính vô, bơi cùng với nhau từ đây qua bên kia nha. Bơi qua bơi lại. Đúng rồi. Đi đi. Rồi mấy em tự tìm một bạn giúp đỡ đi. Ảnh hưởng tích cực đến bạn bè, tìm một bạn giúp đỡ bơi kèm với bạn ấy, bơi từ đây qua kia. Không để những bạn người cá bới bơi một mình. Nè, Abraham giúp đỡ Bentley đi. Rồi Lucy giúp đỡ Abraham đi. Rồi Lucy giúp đỡ Bentley đi. Rồi hai bạn cùng bơi với nhau. Thảo lại đây. Rồi đi bơi hết đi. Bơi qua bơi lại 5 vòng. Để cho nở rộng phổi. Rồi bắt đầu chơi trò chơi sự kiện. Còn em giúp đỡ bạn Thảo. Bơi qua bơi lại 5 vòng. Vô. Em bơi với bạn Phúc. Phúc qua đây bơi với bạn. Em bơi với bạn nào? Hơn hả? Abraham, em bơi với bạn Thiện Nhân. Tập luyện 5 vòng. Em trông chừng bạn Abraham. Abraham trông chừng em. Hai bạn phải bơi kèm song song với nhau để chuẩn bị cho phần thi sự kiện. Nhanh lên. Rồi. Một nhịp. Rồi em bơi cho Tion coi thử. Em bơi cho Tion coi thử. Em một nhịp với nhau nha. Hít hơi vào, ướp mặt xuống, nổi đuôi lên. Rồi lắc nhẹ đuôi. Đếm 1, 2, 3. Thở ra bằng mũi, kéo tay, ngẩng mặt lên. Ê, cái tay em kéo giống như con cua vậy. Cái tay phải kéo như người cá chứ. Đúng rồi, ngẩng lên, hít hơi vào. Rớt mặt xuống, nổi người lên.
Đúng rồi. Nín thở nổi người lên. Vuốt nước qua lại để nổi người. Em đứng tới mà em cao mà em sợ gì vậy? Đâu, đưa cái tay của em cho Tion. Để Tion dịnh vô để cho em mà biết bơi. Nè, vuốt qua vuốt lại. Ha, giữ thăng bằng trong nước. Hít hơi vào nổi người lên rồi mới lắc nhẹ đuôi nha. Ok. Chơi xì đâu? Chơi xì sao em bơi một mình? Vô đây bắt cặp luôn, bốn bạn bơi cùng với nhau. Hân nè, bơi chung với Phúc. Chơi xì bơi chung với bạn Thùy Dương. Dạ. Hey. Không có chìm, hít hơi vào nín thở lại người em sẽ nổi lên. Nhớ nha. Rồi bắt đầu chưa? Sẵn sàng chưa? Tập luyện chưa? Bạn Hồng Như qua đây lại lên. Bơi thôi. Rồi bây giờ
giờ ở đây tôi còn hai cái áo nào ở đây, bạn nào chưa có? Người cái mới sau nãy giờ nói mà em không chịu lên. Đứng lên đi, chị tặng quà cho em. Julie Kim chuẩn bị nha. Biết rồi, em con. Là em không ai vô mà. Rồi xuống phụ anh giải quyết đám người cá sơ sinh coi. Nó đông như là kiến vậy á. Chuẩn bị chương trình tặng quà rồi nha, các bạn sẵn sàng hết chưa nè? Phần thi sự kiện. Đến với phần thi sự kiện, câu lạc bộ người cá tuần này sẽ có rất nhiều món quà hấp dẫn đó các em ơi. Gì? Ba người.
người bơi chung với nhau. Bây giờ tôi đếm từ 1 tới 10, mấy em phải chọn ra xong nha. Ai mà không xong là Tiun sẽ tự chọn cho các bạn. Ba người nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, đội của em đâu? Các em xem nha. Bạn Candy, bạn Lexin và bạn Jaycee là một đội nha. Đội này là đội thứ nhất, Team One nha. Đội thứ hai là bạn Phương, bạn Lucy và bạn Luna là Team 2. Team 2. Rồi đội thứ ba đâu? Đội thứ ba là bạn Phúc, bạn Hân và bạn Thiện Nhân nha. Đội thứ tư là Julie, Sophia và Y Lăng nha. Rồi, đội còn lại là ba bạn ráp vô thành một đội, Ben, Bảo Khánh và Thảo qua. Tại mấy em không chọn đội với nhau. Bạn này hả? Em có đồng đội không? Mà những bạn còn lại là bốn bạn sẽ vô một đội. Tại em không chọn đồng đội. Đâu, em bơi một mình riêng lẻ. Bơi một mình riêng lẻ hả? Bơi sao cùng. Ok. Rồi ba. Bơi một mình đi. Hai em. Người đi. Hai người đi. Ben, Thảo và Bảo Khánh là một đội nha. Giờ em bơi một mình với Tion. Làm mà giám sát viên. Ok. Làm gì? Anh chạy chân em đau quá rồi. Vậy thì em sẽ trở thành người cá trainer, phụ Tion quản lý các bạn người cá. Em là quản lý với người cá. Ok, giỏi lắm. Rồi, Bentley, Thảo và Bảo Khánh là một đội. Rồi. Team 1 đâu? Team 2 đâu? Team 3 đâu? Team 3 đâu? Đếm 1, 2, 3, Team 3 không xuất hiện. Loại Team 3 ra khỏi trò chơi. Team 3 đâu? Team 4 đâu? Team 5 đâu? Rồi, các team đã sẵn sàng với nhau chưa? Những món quà trong đó, đội nào chiến thắng đầu tiên là sẽ được chọn trước. Sẽ xếp hạng nha. Ở đây là có 5 đội, là sẽ có 5 món quà cho các bạn trong cái bịch này. Được cái hay là nguyên team được có 1 món rồi. Nguyên team được có 1 món. Đúng rồi. Đúng rồi, mấy em phải học cách chia sẻ chứ. Đúng không? Rồi. Bây giờ 5 team sẽ đi qua đây thi đùa với nhau, đi thôi. Quyền chấm điểm thì đội nào thi thì các đội khác còn lại chắc được quyền chấm điểm. Không, cái này là chơi. Cái tuần 15 này chúng ta phải phát triển phẩm hạnh thứ 15 của người cá, đó là ảnh hưởng tích cực từ bạn bè, nên các em được quyền chấm điểm lẫn nhau. Rồi, bây giờ các em có quyền tập luyện với nhau trong vòng 10 phút. Ba bạn hãy tập bơi đều với nhau để
hồi các đội khác chấm điểm các em. Đúng rồi. Em phụ anh đi coi chấm điểm phụ mấy bạn, lặn xuống quan sát mấy bạn, coi bạn nào mà gặp trở ngại dưới nước thì mình cứu bạn đó. Mình học cách để trở thành người cá trainer phụ cho thầy người cá là em phải tập cứu hộ dưới nước. Rescue. Đúng rồi, đi theo lặn dưới nước để quan sát các bạn. Đi tập đi nha, 10 phút nha. Sao em không bơi với đồng đội lại đây bám Tiêu Anh làm cái gì vậy? Em bị chuột rút cái ngón chân. Bị chuột rút ngón chân. Abraham, sao em bạn này bị chuột rút ngón chân? Thì em anh mới nói em lặn ở dưới em theo dõi các bạn, coi bạn nào cần giúp đỡ không. Bạn này bị chuột rút ngón chân nè. Xuống cứu bạn. Rồi Abraham, massage chân cho bạn đi. Giữa chân cho bạn. Nào kìa. Lấy đuôi cá bạn ra. Thi 3 lần, đội em mà chiến thắng 3 lần thì cả 3 thành viên của em được tặng quà. Đúng rồi, cả ba bạn phải làm đều với nhau, lo mà tập đi nha. Tập đều với nhau rồi ạ. Đi tập đi, còn 5 phút nữa. Đội của em đâu, sao giờ còn 2 người? Kệ em chưa đâu. Lại hỗ trợ bạn mặc đuôi cá vô cho nhanh để bơi cùng với mình. Mấy em phải tập quan tâm, giúp đỡ bạn. Giỏi lắm. Cứu người xong rồi đúng không? Em không theo cái cách của ba em, tại vì mẹ em cũng bị trượt rút đó, nên ba chị em rất cho chữ cho mẹ, nên bây giờ em cũng trượt rồi, em chữ cho bạn. Đúng rồi. Em nó bị trượt rút mà mẹ nói nó không bơi được rồi. Nhiệm vụ của em là phụ Tion chấm điểm cho các bạn nha. Em giữ sự công bằng ở trong câu lạc bộ người cá. Đó là nhiệm vụ của em. Em giống như là trọng tài vậy đó. Rồi còn em, đồng đội của em ổn định rồi đó, ra bơi đi. Đồng đội của em mà em cũng không biết nữa, em đi kiếm đi. Ai mà đã tập luyện xong vô đây ngồi hết đủ 5 đội rồi anh cho thi nha. Ai mà tự tin mình đã ổn rồi thì vô đó ngồi để chuẩn bị thi ha. Ai là đội của bạn Ben đâu? Đội của bạn Ben đâu? Đội em là đội Ben đúng không? Rồi em bữa nay đi bơi đúng không? Em bơi giỏi chưa? Rồi ra bơi chơi với mấy bạn. Đâu đội của bạn Ben, cho bạn này vô chơi nữa nè. Nè đội của Ben lại đây. Thì bây giờ em sẽ bơi giống như bạn của em, là bơi lắc đuôi một nhịp xong rồi thở ra bằng mũi, kéo tay ớt ngẩng mặt lên hít hơi vào, hiểu không? Mắt kiến em có không? Dạ không. Mấy bạn này không chịu tập. Rồi chuẩn bị vô phần thi nha. Bắt đầu đi chưa? Lâu quá. Người dũng cảm nhất của ngày hôm nay đó chính là ai? Mày mày đi nhớ muốn mẹ lên đi, muốn về nhà chứ. Người dũng cảm mạnh mẽ nhất ngày hôm nay. Tuần 15, người cá nam xuất hiện nhiều nên tình hình cũng hơi rối. Đó cũng là lý do tôi sẽ trao cho các đệ tử tài sản thứ 15 của Tiên Cá có được sự hỗ trợ tích cực từ bạn bè. Như cái bạn người cá Benjamin, bơi quá là nhoi tới nỗi đập mặt xuống nền gạch chảy máu mũi. May nhờ các bạn cứu vô bờ thông báo cho Tion. Chứ đang bơi mà bạn bè không quan tâm, chảy hết máu cũng không biết. Với lại các em phải lưu ý kỹ thuật lặn người cá. Nhớ giơ thẳng tay phía trước để đo khoảng cách. Chừng nào chuyên nghiệp mới không cần dùng tay. Lấy bạn Benjamin làm bài học cho các em đi nhé.
một nhịp. Các bạn, các bạn nghe đây, nhớ nha, nhớ chấm điểm nha, coi đội thứ nhất bơi có đều hay không nha. Rồi bắt đầu chưa, sẵn sàng hết chưa? Bắt đầu chưa? Điểm 10 nha. Rồi các đội khác bắt đầu chấm điểm đội thứ nhất. Đội thứ hai chấm điểm đội thứ nhất 7 điểm 7 điểm rưỡi. Mấy em thống nhất với nhau đi mấy điểm. Rồi đội thứ hai chấm đội thứ nhất 7 điểm. Đội thứ ba đâu? Đội thứ ba nè, chấm điểm đội thứ nhất bao nhiêu điểm? Mấy điểm? Sáu điểm đúng không? Rồi đội thứ ba 8 điểm. Rồi đội thứ tư cho đội thứ nhất mấy điểm? Nhưng mà mấy em tại sao cho đội này ít điểm? Tìm ra lỗi của đội này, nó rõ lỗi coi. Bạn Jason bơi nhanh hơn hai bạn còn lại. Đúng rồi đó, bơi nhanh hơn luôn á. Rồi bạn bắt đầu lên không đều. Bắt đầu lên không đều. Rồi lắc đuôi á, lúc đầu em thấy á, ở bên kia lắc gì tới mấy cái luôn. Vậy hả? Rồi còn tại sao em cho đội này 6 điểm? Vì bên và lên như bảy bảy cái tư á, còn bên nhanh là bạn bơi á thì bơi không đúng nhịp đúng không? Dạ. Rồi tại sao em cho đội này 8 điểm? 8 điểm là cao nhất rồi. À, dạ không phải. Tại có cái bạn bơi cuối cùng á, bạn đó thì hay bơi sau hai bạn kia. Còn có một thì Jason bơi trước. Ok. Tại sao em cho đội thứ nhất 6 điểm? Rồi, ok. Rồi bắt đầu đội thứ hai thi nè. Vậy là đội thứ nhất có 27 điểm nha. Bắt đầu đội thứ hai thi. Tôi đếm 1, 2, 3 là đội thứ hai thi nha. We'll be right back.
đội thứ nhất chấm điểm đội thứ hai bao nhiêu? Phần thi thứ nhất có mấy bạn đi về nên chúng ta bỏ cái phần thi đó qua phần thi thứ hai, là chúng ta sẽ chia đồng đội thêm một lần nữa, mỗi đội gồm 3 người, ở đây có 12 người thì chia làm 4 đội. Rồi mấy em tranh thủ đi nha, chia đồng đội đi. Rồi phần thi thứ hai này á, chúng ta cũng sẽ bơi một nhịp, bơi một nhịp nổi tiếp tục luôn. Bắt đầu chưa? 1 2 3 bắt đầu chia đồng đội nha. Tiêu đếm tới 10 là phải có đội hết cho tiêu nha. 1 2 3 3 người, 4 5 6 7. Nếu mà tìm không được đồng đội thì tiêu tự chia. 8 9 10. Ở phần thi thứ hai này tôi bắt đầu chia đồng đội lại lần nữa. Đội thứ nhất là 3 em đúng không? Đội thứ hai là 3 em. Đội thứ ba là 3 em này. Rồi đội thứ tư là 3 em này. Mấy em bắt đầu cũng là bơi một nhịp như phần thi thứ nhất. Rồi em không có đội đi qua đây bơi với anh. Em có nhiệm vụ chấm điểm cho các bạn khác nha. Phụ Tion để giữ, giống như em là trọng tài á, hiểu không? Rồi bắt đầu đội thứ nhất bơi. 1 2 3. Mấy người không biết nhau không Tion?
đội thứ nhất bơi rồi mấy em bơi theo kiểm tra đội thứ nhất. Đội thứ nhất cho đội thứ hai bao nhiêu điểm nè? Đầu á thì anh Tôn kêu bơi nổi mà em thấy mấy bạn đó lặn luôn không có nổi giữa trường. Rồi lúc hai là cái gì? Là mấy cái bạn kia kìa. Cái bạn Hân. Bạn Hân đúng. À bạn Thiện Nhân đúng không? Bạn thổ một cái mà nó xin đọc đọc cái kia chạm hơn hai bạn kia. Ờ. Rồi cho mấy điểm? 6 điểm. Rồi 6 điểm nha. Mấy người nói nha, tôi cho 7 điểm mà mấy người không cho nha. Rồi đội thứ nhất cho đội thứ hai 6 điểm rồi. Đội thứ ba cho đội thứ hai mấy điểm? 6 điểm luôn hả? Tại sao cho 6 điểm nha mấy em?
tay đúng không? Thứ nhất trao đổi thứ tư bao nhiêu điểm? Trọng tài đổi 7 điểm. Trọng tài sao dù 7. Nghe là đổi nó quá trời lỗi luôn. 7 điểm. Trọng tài ủa trọng 7 điểm đúng không? Rồi, đổi thứ đổi thứ nhì. Trọng tài cho nhiêu? Ok rồi. Trọng tài tính điểm nhận xét. Rồi, đội thứ nhất cho đội thứ tư là 7 điểm, đội thứ hai cho đội thứ tư mấy điểm? 6 điểm. Rồi, ok. Tại sao vậy? Lắc đuôi quá nhiều hả? Đúng rồi, nãy mới là đúng rồi, em có phong cách trọng tài đó hay đó. Trọng tài người rồi, đội thứ ba cho đội thứ tư mấy điểm? 6 điểm đúng không? Vậy là nhiêu ta? 6 với 6, 12 với 7 là 19 đúng không? Rồi, đội thứ tư được 19 điểm. Đội nào cao nhất điểm ở vòng này? Ok. Bây giờ mấy em nhớ điểm, số điểm của mình hết chưa? Dạ rồi. Em không nhớ. 19, 19, 24, rồi bao nhiêu nữa? 20. Rồi, chúng ta thi tiếp, phần thi tiếp theo sẽ là bơi đèo đồng đội tiếp nhưng mà lặn. Ai chạy nhưng mà lặn đúng không? Sẽ cộng điểm dồn nha. Bây giờ đội nào hồi mà nhiều điểm nhất là thắng. Bây giờ có hai đội à? Em sẽ được bao phần quà ha. Đúng rồi. Là nè, tôi nói nè. Thi phần thi thứ hai này chấm điểm tiếp, đội nào nhiều điểm nhất là đội đó được thắng. Là có 3 phần quà trong cái bịch đó. Mấy em tự chọn. Chỉ có đội duy nhất chiến thắng mới được tặng quà thôi. Còn trọng tài sẽ được quà khuyến khích. Lặn xuống, lặn xuống. Tụi em một người về ha. Trọng tài vô chơi luôn. Trọng tài không chơi mà được điểm của đội đó. Còn có 1% sao? Tion xin thông báo nha, vậy là trò chơi hôm nay có 2 đội thắng cuộc, còn mấy đội khác Tion tổ chức thêm phần thi thứ 3 nhưng các bạn không muốn chơi nên chỉ có 2 phần thi thôi. Thì có 2 đội là thắng cuộc, ở đây có 6 phần quà. Tion kiểm tra quà. Một spinner. Một minion. Minion. Một cây viết thông minh. 2 minion. 4 món quà rồi đúng không? Anh Tư ơi, cây viết này là làm gì? 5 món quà. Anh Tư bên cây viết được 6 món quà, 7 món quà. Ben được quyền lấy 1 món. Trước hồi nãy Ben bị thua. Rồi Ben trên mua cây viết rồi. Ben lấy cây viết hả? Ben định lấy cây viết mà Ben lấy cái này rồi. Đâu có tác dụng gì đâu. Banana. Hồi nãy mấy em này nói nhường cho Ben 1 món quà đúng không? Vô, đi bắt lại đi. Quay lại, đứng xây vòng tròn. Nè, cái tay để sẵn vô cái bao nè, nè nè nè, cái tay dịnh vô cái vỏ hết nè. Quay lại. Khoan, anh chưa mở cái vỏ mà anh đếm 1, 2, 3 là thò tay vô nha. Quay mặt lại, không nhìn. Được nha. 1, 2, 3 quánh tôi xây đi. Quánh tôi xây. 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 Quánh tôi x
sau này nó đóng lại nhanh lắm nha. Một hai ba, một hai ba, một lần rồi một hai ba, một hai ba. Đã bắt đầu lại nha. Một hai ba. Lớp ơi, một hai ba đúng ra, đúng ra đó. Một hai ba, Teo nói cho ba là đúng tay ra. Một hai ba. Tết thứ ngày em nói trước rồi mà. Ờ, mấy bạn có quyền đổi hoài với nhau mà. Khép lại tuần 15 này, tôi tặng những phần quà có giá trị cho các bạn người cá. Trong lúc trao quà, theo phong cách gấp thú bông, Tiêu nhìn thấy tính cách của các em rất rõ. Bạn Julie lại giành thêm được một danh hiệu người cá nhẫn nhịn vì các em không cho bạn ấy cơ hội gấp quà. Trở thành người cá, chúng ta nên có tính cách như bạn Julie thì xã hội mới tốt hơn được. Các em sẽ là những tấm gương sáng cho người thường. Nhìn đi, đó cũng là lý do mà bạn Julie có một gương mặt rất khả ái và trong sáng. Nhiệm vụ của người cá sắp tới không chỉ kêu gọi bảo vệ thiên nhiên, động vật mà còn phát triển tư cách phẩm hạnh toàn diện cho bản thân. Nên các em hãy cố gắng nha. Hẹn gặp lại các bạn người cá tuần 16.